chuyện thật sự đằng sau chiếc video mà các bạn vừa được xem chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn nhiều suy nghĩ, xót xa thương cảm cho đứa trẻ đã chết, căm phẫn đối với người mẹ hoặc cũng có thể thấy người mẹ là một nạn nhân đáng thương. Để biết rõ hơn thì hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé. Vào năm 2018, Vuffy Cudi là một cô gái mới chỉ có 16 tuổi. Trước đó một năm thì cô đang theo học tại một trường trung học ở Anh. Có nhiều thông tin cho rằng Vuffy đã bị mất đạn ở trường và cô ấy đã từng bị mất tích một lần. Cụ thể là lần đó Vuffy đã biến mất khỏi nhà trong vòng 7 tuần và không liên lạc gì cho gia đình cả. Và khi trở về thì cô ấy nói rằng bản thân mình đã mang thai. Mẹ của Vuffy cũng không thể nào gặng hỏi con gái về danh tính của bố đứa trẻ. Và bà tin rằng con gái bà là nạn nhân của một vụ lạm dụng tình dục. Tuy thế thì Vuffy không muốn cho gia đình và cảnh sát điều tra thêm về vụ này, thế nên bố đứa trẻ là ai thì cũng không một ai biết. Mẹ Vuffy lúc đó chỉ lo rằng con gái bà còn quá trẻ để có thể đảm đương được trọng trách trở thành một người mẹ. Vuffy sinh ra Osaya Cudi vào ngày 22 tháng 3 năm 2018 và hai mẹ con cô được chăm sóc bởi các dịch vụ xã hội. Họ nhanh chóng chuyển đến một căn hộ tại Brighton, nơi đó thì có nhân viên chăm sóc 24/24. Osaya Cudi là một bé gái dễ thương có đôi mắt màu nâu hạt dẻ và bà ngoại của Osaya là mẹ của Vuffy đó thì vô cùng yêu quý đứa cháu này. Thế nên sau khi vụ việc xảy ra thì bà ấy nói rằng bà đã bị ám ảnh mỗi đêm và không thể nào chợp mắt được. Cụ thể là vào ngày 5 tháng 12 năm 2019, Vuffy đã đến London, nơi cách nhà cô hơn 240 km, để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 với bạn trai và những người bạn bè khác của cô. Điều đáng nói là cô ấy đã để Osaya, đứa con gái mới chỉ tròn 21 tháng tuổi của cô, ở nhà một mình. Theo video của camera an ninh ghi lại thì Vuffy đã rời khỏi nhà vào lúc 5 giờ 40 phút chiều thứ 5 và quay trở lại vào lúc gần 3 giờ 40 phút chiều thứ 4 tuần sau. Chính xác là Vuffy đã rời khỏi nhà 5 ngày 21 giờ và 58 phút, gần 6 ngày đấy. Mình cũng không thể hiểu nổi tại sao cô gái này lại có thể để đứa trẻ ở nhà một mình không ai chăm sóc gần một tuần như thế. Đặc biệt là mẹ của Vuffy cũng nói rằng bà ấy đã không hề biết về chuyện cháu gái bà phải ở nhà một mình. Và nếu như biết thì bà ấy đã đến để chăm sóc cho đứa trẻ. Và kết quả là có thể đoán trước được, Osaya qua đời vì đói và mất nước. Nhấn mạnh là khi bị bỏ lại thì cô bé còn đang bị ốm nữa cơ. Chưa hết, sau khi trở về nhà vào lúc gần 4 giờ chiều đó thì Vuffy còn thong dong đi đổ rác và phải đến tận 6 giờ 6 phút chiều tối ngày hôm đó thì cô ấy mới gọi cấp cứu và nói rằng con gái cô đã không tỉnh lại. Vuffy đã nói với nhân viên y tế khi họ đến rằng Osaya đã ngủ cả ngày, khi cô trở về thì đã cho con bé uống sữa và nó lại ngủ tiếp. Thế nhưng nhân viên y tế lại xác định rằng thi thể của cô bé đã trong tình trạng co cứng cơ và thực chất là Osaya đã chết vào ngày mùng 10, tức là 5 ngày sau khi bị bỏ lại và ngay trước một ngày khi Vuffy trở về. Điều đó có nghĩa là khi người mẹ trở về thì đứa con gái đã chết rồi. Khi ra tòa thì mọi người mới vỡ lở ra rằng đây không phải là lần đầu tiên Vuffy để con gái ở nhà một mình và đã có ít nhất 6 lần như thế rồi. Nhưng lần dài nhất mới chỉ có 2 ngày và lần này thì là 6 ngày. Vụ án đã trải qua vô số các cuộc điều tra và cuối cùng thì sau 2 năm là tháng 8 năm 2021 thì Vuffy Cudi bị kết án 9 năm tù vì tội ngộ sát. Cùng với đó thì cô ấy cũng phải tham gia những chương trình cai nghiện và phải chi trả chi phí tang lễ cho con gái. Và vụ án này cũng dẫn đến những thay đổi trong hệ thống bảo vệ trẻ em ở Anh. Còn các bạn, trước khi vào với vụ án tiếp theo thì các bạn suy nghĩ như thế nào về người mẹ này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Video này được đăng tải lên mạng xã hội vào khoảng đầu năm 2024 và ngay lập tức nhận được một sự quan tâm lớn. Đây thực sự là một thảm kịch. Người mẹ 34 tuổi tên là Sabrina Dunigan đã phải đối mặt với một nỗi đau vô cùng to lớn. Cô ấy đã mất đi cả 5 đứa con của mình trong cái ngày đáng lẽ sẽ là một ngày hạnh phúc nhất đời cô, đó chính là ngày sinh nhật. Thảm kịch xảy ra vào rạng sáng ngày 6 tháng 8 năm 2021 đã phủ một màu đen buồn thảm lên ngôi nhà ở phía đông đường Lewis. Theo một vài nguồn tin thì rạng sáng ngày hôm đó, Sabrina đã rời khỏi nhà để đi đón một người bạn. Có nhiều bài báo thì cho rằng đó chính là bạn trai của cô. Và cô ấy đã để 5 đứa con ở nhà vẫn đang ngủ say. Quả thực thì cô ấy đã nhờ bố mẹ ruột, những người đang sống ở căn hộ kế bên trông chừng những đứa trẻ. Nhưng dĩ nhiên vào khoảng thời gian đó thì họ cũng đang ngủ. Thế rồi một ngọn lửa bốc lên đã nuốt chừng tất cả. Nguyên nhân vụ cháy không được xác định rõ ràng, có thể là do chập điện. Sabrina trở về khi ngọn lửa đã lan rộng ra nhiều phòng và bằng mọi nỗ lực, cô ấy đã lao vào để cứu những đứa con của mình, khiến cô ấy bị bỏng ở cánh tay và bắp chân. Nhưng nỗi đau đó chưa đáng là gì so với một nỗi mất mát lớn hơn. 4 đứa trẻ đã thiệt mạng trong đám cháy, đứa còn lại thì qua đời trong bệnh viện. Đứa lớn nhất 9 tuổi và đứa nhỏ nhất mới chỉ có 22 tháng tuổi mà thôi. Điều đáng nói là khi nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai thì Sabrina đã phải đối mặt thêm việc phải ngồi tù với tội danh
gây nguy hiểm đến tính mạng của các con mình. Tuy nhiên thì gia đình đã là những người đứng ra để bảo vệ cô. Họ tin rằng người phụ nữ này hiện tại đáng thương hơn đáng trách. Hiện tại thì Sabrina không dám ở trong ngôi nhà đó nữa mà chuyển về sống chung với những người thân trong gia đình. Có lẽ những kỷ niệm duy nhất về các con của mình mà cô ấy có thể giữ lại được là những tấm ảnh họ cùng nhau đăng lên mạng xã hội. Con người thậm chí có thể giết chết nhau chỉ vì lòng đố kỵ. Xin chào các bạn, đây là Nhi và những vụ án cũ đây. Hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một vụ án đã xảy ra tại Úc vào năm 1999 của một thiếu nữ có tên là Rachel Barber. Vào năm 1999, khi đó Rachel 15 tuổi và đang là học viên của trường dạy nhảy Dance Factory ở Melbourne, nước Úc. Phải nói rằng Rachel rất có năng khiếu vì thầy cô đã đánh giá rằng cô gái này sớm muộn gì cũng trở thành một ngôi sao sáng giá. Cô còn có ước mơ sau này sẽ trở thành người mẫu nữa. Ngoài ra thì Rachel còn nổi tiếng bởi ngoại hình xinh đẹp, nước da trắng và đôi mắt rất trong. Thế nhưng mà hồng nhan thì bạc phận. Cuối cùng thì Rachel lại bị sát hại bởi Caroline Reed Robertson. Lý do đơn giản chỉ là vì hung thủ ghen tức với sự thành công của cô. Caroline Reed Robertson, 19 tuổi, khi đó đang làm việc như một bảo mẫu cho hai đứa trẻ nhỏ tại gia đình nhà Rachel. Tức là giữa họ có một mối quan hệ khá là thân thiết, mà nếu như không thân thiết thì cũng được coi là có quen biết. Sau này khi bị bắt thì Caroline đã khai rằng cô ta luôn bị tự ti bởi ngoại hình của mình và bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của Rachel. Chính vì thế nên cô ta đã thực hiện một tội ác vô cùng tàn nhẫn. Cụ thể là vào tối ngày 28 tháng 2 năm 1999 thì Caroline đã liên lạc với Rachel và nói rằng có thể kiếm được hơn $100 bằng cách thực hiện một cuộc khảo sát tâm lý. Rachel ngây thơ đã tin tưởng người bảo mẫu này và đồng ý tham gia. Caroline còn dặn đi dặn lại rằng bắt buộc không được kể với bất kỳ ai về chuyện đó vì nếu không thì Rachel sẽ không được phép tham gia và cũng không được hưởng số tiền đó nữa. Cô ta còn nhắn rằng để thực hiện cuộc khảo sát thì Rachel phải đến căn hộ riêng của cô ta sau giờ học nhảy ngày mai. Hôm sau là ngày 1 tháng 3 thì cha của Rachel đã chở con gái đến trạm dừng xe điện để bắt chuyến tàu lúc 9 giờ 30 sáng. Khi đi thì cô gái có đeo một sợi dây chuyền màu vàng, một chiếc nhẫn đá màu xanh lam và có khoảng $13 ở trong ví. Vào 5 giờ 45 chiều cùng ngày thì cô gái rời khỏi lớp học nhảy. Lúc này thì cô đã nói chuyện với người bạn trai của mình rằng tối nay sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Khoảng một tiếng sau thì một người bạn thân của Rachel tên là Allison đã nhìn thấy cô gái lên chiếc xe điện cùng với một chị gái lớn tuổi hơn. Và đó cũng là lần cuối cùng Rachel được nhìn thấy còn sống. Tối hôm đó thì Rachel đã không về nhà và điều đó thực sự khiến cha mẹ cô lo lắng. Vào rạng sáng ngày hôm sau, tức là ngày 2 tháng 3 năm 1999 thì họ đã báo cảnh sát. Quay trở lại với cuộc gặp gỡ định mệnh, sau khi Caroline đưa Rachel về nhà và chắc chắn rằng Rachel đã không kể với ai về chuyện này, thì cô ta đã mời Rachel vài lát bánh pizza, thứ mà đã được tẩm thuốc mê từ trước đó. Sau khi Rachel rơi vào trạng thái không tỉnh táo thì Caroline mới ra tay bằng một sợi dây thừng. Cô ta sau đó đã nhét cái xác vào trong tủ quần áo và để ở đó trong vòng vài ngày. Khi cái xác bắt đầu có dấu hiệu phân hủy thì cô ta mới bọc nó lại bằng hai tấm thảm và nhét vào trong một chiếc túi quân đội. Sau đó thuê một chiếc taxi và nói dối người tài xế rằng đó chỉ là một bức tượng mà thôi. Cái xác được di chuyển đến nhà cha ruột của Caroline và cô ta đã chôn nó ở khu vực mà gia đình thường dùng để chôn xác của vật nuôi. Trong những ngày sau khi sát hại Rachel thì Caroline đã trở nên sống khép kín. Cô ta đã đi làm trở lại vào ngày 2 tháng 3, tức là ngay sau hôm vụ án xảy ra. Thế nhưng Caroline lại tỏ ra vô cùng ốm yếu đến mức mà đồng nghiệp phải chở cô ta về nhà. Những ngày sau đó thì cô ta đã không đi làm mà chỉ nằm ủ rũ ở nhà mà thôi. Trong khi đó thì cảnh sát vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm cô bé Rachel đáng thương. Vào ngày 11 tháng 3, tức là hơn một tuần sau khi vụ mất tích xảy ra, thì người bạn Allison, người đã nhìn thấy Rachel lên xe điện lần cuối cùng, đã hỗ trợ cảnh sát để vẽ lại khuôn mặt người phụ nữ lên xe cùng với Rachel lúc đó. Và sau khi người nhà nạn nhân nhìn thấy tấm hình thì họ đã ngay lập tức nhận ra đó là Caroline, người bảo mẫu của gia đình. Ngày hôm sau là ngày 12 tháng 3, các thám tử đã đến căn hộ của Caroline và phát hiện ra cô ta đang nằm bất tỉnh trên sàn trong phòng ngủ. Cô ta được chẩn đoán mắc chứng động kinh và vừa trải qua một cơn co giật. Trong căn hộ thì cảnh sát cũng tìm ra được một cuốn nhật ký, trong đó viết toàn bộ kế hoạch giết người và cách để thủ tiêu cái xác. Nó chi tiết đến mức đáng sợ, từ những bước như là chuốc thuốc mê cho đến việc chuẩn bị túi đựng xác hay là nơi để phi tang. Nhưng mà đáng sợ hơn là bên cạnh cuốn nhật ký thì hai lá đơn đã được tìm thấy. Một lá đơn là để xin vay tiền ngân hàng với số tiền là $10,000 và lá đơn thứ hai là giấy khai sinh mang tên của Rachel Barber. Chính xác là hung thủ đã có ý định phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó chuyển đi nơi khác để sống dưới danh tính của Rachel.
không còn lời nào có thể biện minh cho tội ác của mình được nữa, thì vào ngày 13 tháng 3, Caroline Reed Robertson đã thừa nhận tội ác và bị bắt giam ngay lập tức. Cùng ngày thì cô ta đã khai ra nơi đã chôn xác của nạn nhân và cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Rachel trong một ngôi mộ nông. Vào tháng 10 năm 2000, Caroline Reed Robertson bị kết án 20 năm tù và khi được hỏi về động cơ thì cô ta chỉ trả lời vỏn vẹn rằng Rachel là hiện thân của sự trong sáng và tôi muốn trở thành một người như thế. Caroline đã lớn lên trong sự mặc cảm và tự ti về ngoại hình. Thậm chí vào năm 14 tuổi thì cô ta đã vẽ một bức chân dung tự họa và gửi cho cha của mình, trong đó thể hiện sự coi thường bản thân và coi thường cả cuộc sống nữa. Khi trở thành một bảo mẫu bán thời gian cho gia đình nhà Barber và gặp được Rachel, một cô gái vô cùng xinh đẹp, thì Caroline càng ngày càng bộc lộ rõ sự tiêu cực về bản thân. Một bác sĩ tâm thần pháp y đã nói rằng Caroline bị rối loạn tâm lý, cô ta thần tượng Rachel đến mức bị ám ảnh. Caroline sau vài lần gửi đơn ân xá thì cuối cùng đã được thả tự do vào tháng 1 năm 2015. Và các bạn thử nhìn hai bức hình này xem nhé. Bức hình đầu tiên là Caroline trước khi ngồi tù và bức hình thứ hai là Caroline sau khi đã ra tù. Nếu nhìn qua và cho mình đoán thì mình sẽ nghĩ rằng đây là hai người khác nhau bởi vì ngoại hình của cô ta đã thay đổi lớn đến mức mà cha mẹ ruột cũng vô cùng ngạc nhiên. Và gia đình của người nhà nạn nhân cũng đã nói rằng Caroline sau khi ra tù có nét giống với Rachel, đặc biệt là đôi mắt. Và các bạn có biết vì sao không? Khi quá gần gũi với một người nào đó thì theo thời gian chúng ta sẽ có xu hướng giống với người đó về mặt ngoại hình. Việc này thường xuất hiện ở những cặp đôi bạn bè vô cùng thân thiết hay là vợ chồng. Thế nhưng ở trong trường hợp này thì có vẻ như nó hơi đáng sợ một chút. Đó là tất cả những gì mình tìm hiểu được cho vụ án của Rachel Barber và các bạn suy nghĩ như thế nào về nó. Nếu như các bạn muốn mình tìm hiểu thêm về chủ đề nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Có thể là mình sẽ hơi chậm trễ trong việc check comment, thế nhưng mà mình chắc chắn sẽ làm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nhi Nhi Creepy trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ là tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.